Vâng, xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một con nồi siêu phẩm đến từ thương hiệu Hitachi. Nồi cơm cao tần áp suất bi nha các bác nhé. Nồi có dung tích là 1 lít. Đây các bác nhìn xem gioăng vẫn cực kỳ là mới luôn. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem nhé. Nồi hầu như là chưa có một vết xước luôn ạ. Nồi thì có màu ghi xám cực kỳ là sang trọng các bác nhé. Em sẽ dơ bên trong cho các bác xem. Bên trong lòng nồi thì nó có một cái lớp cao su để giữ nồi chắc chắn hơn, nên là em sẽ rút ra cho các bác xem nhá. Đây các bác nhìn này, nồi vẫn còn một cái lớp vỏ vàng bên ngoài luôn, cực kỳ là chất lượng nhá. Lớp chống dính cũng rất chi là ok luôn các bác nhá. Đấy, hầu như là không có một cái vết xước nào luôn. Và cái nồi này thì em đang lên giá cho các bác là 1.100.000, 1.100.000, cực kỳ là chất lượng nha các bác nhá. Các bác mua hàng thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ ship tận nơi cho các bác, bảo hành cho các bác luôn ạ. Đấy.